Nếu mà mình không muốn đi á thì cũng phải nói một tiếng. Sao lại để cho người khác leo cây vậy chứ? Nói gì vậy? Ai cho ai leo cây? Không biết nhờ ai á mà hôm qua tôi leo cái cây cao ơi là cao. Tôi mới là người leo cây nè. Tôi chờ anh ta tí đồng hồ, không thấy mặt mũi anh đâu. Mà bây giờ trách ngược nữa hả? Nè, ngày hôm qua tôi đứng ở đó biết bao lâu, tôi có thấy Mỹ Xuân đâu. Anh hỏi tôi biết hỏi ai. Vậy là hôm qua em đứng ở đâu? Ngay phòng chờ. Phòng chờ? Ừ. Còn anh hôm qua anh đứng cả buổi trời ngay tại quầy bán vé. Hèn chi. Nhưng mà anh có gọi điện thoại cho em, ít ra anh gọi cho em thì em cũng phải bắt máy chứ. Thì tại vì đi gấp quá, bỏ quên điện thoại ở nhà đâu biết đâu. Rồi. Rồi sáng nay dậy sớm tới công ty luôn nên chưa kiểm tra. Không có đi rồi biết. Thì em cứ kiểm tra đi. Đó, đó. Vậy là lỗi của ai hả? À, thì lỗi của cái điện thoại bị bỏ quên ở nhà. Nói chung là tóm lại là bây giờ không có ai có lỗi hết. Cô ơi, cô. Nè. Nè, cô. Anh làm cái gì vậy? Cô làm gì vậy hả? Anh bị khùng hả? Nè, anh làm cái gì vậy? Đáng lẽ là cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi vừa mới cứu cô mà. Đừng có nói với tôi á là để số mạng của cô ra sao thì ra nha. Đúng là còn trẻ giàu trí tưởng tượng ha. Tôi đang đi dạo mà, có làm gì dại dột đâu mà cần cậu cứu. Cậu tính làm anh hùng hả? Nè, có ai bị khùng á mà đi dạo xuống hồ như vậy như cô không? Lỡ trượt chân té xuống dưới thì sao? Đuổi không may gặp rắn rít nó cắn, lúc đó đi cấp cứu sao mà kịp. Tôi không phải là con nít lên ba, đang tập đi. Muốn có một chút riêng tư cũng không được. Đúng là bực mình mà. Nè 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 nè, tôi mới là người bực mình cô nghe chưa? Biết vậy lúc nãy tôi cho cô đi xuống dưới đây luôn cho rồi. À mà không, tôi lấy cục đá chọi cô té xuống dưới cho cô tội nguyện. Resort ở đây cũng đẹp quá anh hả? Dạ, resort ở đây là đẹp nhất đó anh. Ồ, vậy à. Ê, ra xe đi. Ờ. Chị, ra xe lẹ lẹ đi. Để giờ rồi đó. Resort này mình xây dựng lâu chưa vậy? Dạ, lâu lắm rồi anh. Ờ, vậy hả? Dạ. Lẹ lẹ đi ông, nhanh lên. Ờ, ra liền. Đi chị ơi. Dạ thôi, em đi nha. Dạ. Thank you.
chị. Sao tôi nhìn chị có vẻ chán quá vậy? Ở phía trên mọi người đang chơi rất là vui, sao chị không tham gia? Ừ, tôi chán vậy đó. Thấy người coi cũng được, mà sao khó chịu vậy ta? Không gian ở đây dễ chịu thiệt hả? Tôi thấy khó chịu. Tôi thấy cái nghề này của ông cũng thú vị thiệt chứ. Sao không thú vị được? Mình được tiếp xúc với nhiều người, được ngồi ăn chung bàn, được ngủ chung resort nữa. Đâu có ai dễ có cơ hội như vậy, có đúng không? Mà nè, tôi thấy nghi ngờ cái khả năng thân mật này lắm nha. Thì cái kiểu mấy cô, mấy bà, mấy gì mà đi du lịch một mình đó, nửa đêm, đã có ai yêu cầu ông giúp đỡ hay gì không? Cái ông này nói bậy không à. Ê, có để cái cô ngồi đằng sau không? Có khi nào ông lén lút đi giúp đỡ cô ấy hay không? Ông phải khai thật tôi nghe nha. Tôi nói ông nghe, ông ngủ chung phòng với tôi, có khi nào tôi rời khỏi phòng 3 phút mà không có ông không? Ê, 3 phút mà trong khi ngủ cũng làm nên chuyện lắm đó nha. Nó bậy không à. Thôi mệt quá, ăn đi. Thắng ơi. Dạ. Qua giúp chị này em. Chị để em một chút, em ăn xong được không chị? Không được, qua giúp chị liền, chị cần gấp lắm. Dạ. Ăn lẹ đi. Hôm qua con Thanh có gọi, nó kêu tôi ra gặp nó, nhưng mà tôi không dám đi. Ừ, cái kiểu như ông á là phí cả đời đó. Tôi ăn xong rồi, bây giờ tôi ra ngoài một lát, ông ăn xong á thì lên phòng sau nha. Đi trước đi.
Nhà Hưng nè, dịp lễ này em muốn đi đâu? Anh đi đâu thì em đi đó. Anh cho em chọn đó, em muốn đi đâu? Vậy nghỉ được 3 ngày, mình đi đâu gần gần thôi. Hay mình đi Đà Lạt nha. Ok, đi Đà Lạt. Alo. Trời ơi, bà làm gì tôi gọi điện thoại hoài không được vậy? Tôi đi dạo để má ở trong phòng. Bây giờ mới vừa về nè. Vậy hả? Mà bà sao rồi? Alex sao rồi, đỡ chưa? Alex nó đỡ nhiều rồi. Mà bà đi chơi có vui không? Không có vui gì hết. Bà ra đây với tôi không? Bà ra đây chơi với tôi đi. Trời đất ơi, bà bị khùng rồi hả? Alex nó mới vừa khỏe lại thôi mà, làm sao tôi đi với bà được? Tôi biết rồi, tôi giỡn một chút thôi mà. Nè, bà vui vẻ lên nha, tận hưởng đi nha. Đi chơi cho nó khuây khỏa. Tưởng đi chơi cho khuây khỏa, không ngờ cả đoàn chỉ có mình tôi đi một mình à. Đã vậy, nhìn cảnh nào cũng gợi nhớ lên hình ảnh của Trọng Hưng hết trơn á. Đúng rồi ha. Cái hồi hai người mới xây nhà xong á, cũng có đi Đà Lạt chơi mà phải không? Biết vậy tôi ở nhà ôm con còn vui hơn á. Thôi, lỡ rồi. Cứ ở đó chơi cho hết chuyến đi rồi về ha. Thôi, tôi cũng đang chuẩn bị về nè. Càng ở càng thấy buồn hơn. Buồn vậy hả? Ừ. Vẫn còn thời gian mà. Bà cứ ở lại nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi biết rồi. Thôi, bye bà nha. Bye. Nè, dậy đi. Ngủ hoài à? Làm gì dậy sớm vậy không? Trời đất ơi, sớm cái gì mà sớm? Ông biết giờ mấy giờ chưa? Đi du lịch mà ngủ hoài vậy? Dậy đi. Em chào chị. Anh cho tôi check out phòng 302. Dạ, em gửi chị. Cảm ơn. Dạ. Mời cô chú anh chị ra xe. Giờ đi hả? Đi. Ra xe đi cô. Nhanh nhanh đi chị. Mọi người tranh thủ ra xe nha. Nhanh lên chị ơi. Nhanh lên.
Lên xe đi anh chị. Nhanh lên. Lắm, lên xe lẹ đi. Nè. Hả? Cái chị hôm qua đâu rồi? À, đi hồi sáng nay rồi. Đi đâu? Ai biết được, nghe đâu là bận chuyện gì đó. Nhưng sao mà ông quan tâm vậy? À, cũng không có gì, sẵn tiền hỏi chơi vậy thôi mà. Thôi, lên xe đi. À. Đồ của chị nè. Cảm ơn anh. Con về rồi. Mẹ. Na ơi, mẹ về rồi con. Mẹ. Nhưng mà sao con về rộm rữa? Dạ. Mẹ. Nhớ con lắm. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Trời, con làm chi rữa? Mẹ giống con nít quá. Mình vô nhà đi con. Dạ. Mẹ Na, phụ mẹ đi con. Vô đi con. Dạ. Thi Thi. Dạ. Con lại đây mà biểu này. Dạ. Con lại đây đẩy mẹ đi vào đi con. Mẹ muốn đi mua. Đi lòng vòng trong sành thôi. Chứ không phải mà rất muốn đi vào trong xóm mà. Thôi, để mãi cũng được. Con lỡ rồi mà mẹ, con làm được mà. Thôi, mẹ không ưng mồ, đi lòng vòng trong sân cũng được. Con nấu cơm trong nhà, có chi mà gọi cho con nghe. Ừ, mà con tỉnh táo mà, có phải bị mất trí mô, mà con cứ lo như con nít vậy. Trời ơi, bác bị lâm răng rửa. Cô là ai? Cháu là Sương, bạn của Quế Chi Ni. Bác nhớ cháu không? Thì, con vô trong nhà gọi mà ra đây có khách. Dạ. À, có phải cháu là Sương ở Án Hoa phải không? Dạ phải, cháu đây. Không phải, cháu biết bác bị liệt từ trước rồi à? Rắn hả? À? Bác bị liệt á? Được vừa rồi nằm viện, Quế Chi nói có mượn tiền của cháu. Rồi hắn không nói chứ cháu biết à? Tiền chi à? Cháu không biết chi hết. Cả năm nay cháu về Quế Chi không có liên lạc với nhau. Sướng mời quá chơi à. Ừ. Con để mẹ đi vào đi con. Dạ. Sướng, ra mẹ nói này. Xin lỗi nghe, tại vì tôi lão tạo quá. Mà ba biết ba nói dối rồi có đáng không? Không sao mô. Tại mà túi đau bình vậy. Tính tình cũng thay đổi, hay cẩu gắt. Cho nên mấy chuyện ní tôi không cho mà túi biết.
để mà đỡ suy nghĩ thôi. Tôi thiệt tình xin lỗi nghe. Tôi qua hỏi thăm tình hình của bà coi sao, không ngờ lại gây phiền cho bà. Không sao mô. Ừ. Chuyện đi sợ buồn chứ tôi cũng cho mà tôi biết mà. Ừ. Thôi vậy tôi đi về nghe. Ừ. Con xin lỗi mà. Hoàn cảnh bị bắt, con nông cạn, mà đừng giận con. Vậy số tiền đó ở mô ra, con mượn ai? Nói mà nghe. Dạ con. Có phải con mượn tiền của Trọng Hưng không hả chi? Rắn rửa con. Lời mà nói không có chút trọng lượng mố rửa hạ con. Không phải mố mà ơi. Hắn có vợ có con rồi. Vợ hắn là bạn thân của con. Con bị thần kính hay răng mà hành động thiếu suy nghĩ như rửa. Mà nói dứt khoát cho con nghe quế chi. Kể từ bây giờ con không được dính líu chi với hắn nữa nghe chưa? Dạ. Con làm răng cho mà tính đây. Con hứa bao nhiêu lần rồi mà con không làm được. Con thề vậy mà. Con. Thôi thôi, gọi thề. Con còn đi lại với hắn, cố ý lén lút sau lưng mà, thì mà sẽ không ăn, không uống, không nói chuyện với ai. Coi như con giết mà chết rồi đó nghe. Mà ơi, vậy thì con giọt máu của Trọng Hưng, con phải cư xử đáng đây hả mà? Cậu gửi toàn bộ file này lên media file nhé. Ừ, ok. Đợt này tôi sẽ ra Quế, chốt hết tất cả các khâu cuối cùng của dự án. Tôi thấy nhẹ cả người luôn đó. Từ đầu tôi thấy cậu đây là hợp lý nhất đó. Vừa đi làm, vừa có dịp ghé thăm gia đình lớn rồi gia đình nhỏ nữa. Thôi, đừng nhắc chuyện đã qua nữa. Vậy bây giờ tôi gửi lên media file nghe. Ừ. Được rồi, tôi sẽ không nhắc chuyện đã qua nữa. Mà khi ông ra tới Quế rồi, ông có dự định gặp cái gì không? Cậu nghĩ là
có nên không? Chuyện của ông mà ông hỏi tôi chắc chắn á là ông sẽ không để cho con của ông mồ côi, có đúng không? Anh bạn của tôi á thiệt là tốt số. À mà không, cái này gọi là đào hoa mới đúng. Thôi đi. Số anh là số đào hoa, số em đào mỏ, hai ta cùng đào. Ê, câu này hay đó. Đúng là tào lao. Tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả. Tại tôi thấy vui. Thôi cho tôi xin lỗi đi. Mà vô nghe, cô đi gửi xe. Quỳ Chi, em cũng đi chùa hả? Mà em Bình bữa giờ đợi chưa? Mà em đợi nhiều rồi. Em còn khỏe không? Dạ em cũng bình thường. Hiện giờ anh cũng rảnh, anh chờ mà anh về xong rồi anh về nhà em chơi, sẵn thăm mà em luôn. Khoản tiền em mượn của anh, em hứa em sẽ trả. Anh đừng tới nhà em chơi nữa, anh cũng đừng tìm em nữa. Sao em nhắc chuyện tiền bạc hoài vậy? Em có chuyện gì giấu anh đúng không? Dạo này em thay đổi nhiều quá, em làm cho anh lo lắng lắm, em biết không? Nếu không có chuyện gì nữa em về đây. Quỳ Chi à, Quỳ Chi, con anh đâu? Đưa bé nào. Con anh, em đang mang đó. Đứa bé không phải là con của anh. Xin lỗi, em đã lừa dối anh. Em nói vài lời sao? Em đã lừa dối anh. Đứa bé không phải là con của anh. Nó là con của anh Tín. Tại sao? Tại sao em lại lừa dối anh? Em có tình cảm với anh, muốn giữ chân anh. Em sai rồi. Mà nói rất đúng, mình chia tay anh Tịnh đã lâu và bây giờ mình lại có thai, thiệt là đáng xấu hổ. Mình còn mặt mũi ngố mà nhìn vào con hàng xóm nữa chứ. Được rồi, mình sẽ giấu cái thai đi, không để cho mọi người biết càng lâu càng tốt.
Con có chuyện chi à? Con có chuyện chi mới mà. Rắn nhìn con có vẻ hụt hoảng. Con gặp trồng hưng ở trên chùa. Con là nói cho anh nợ biết là đứa bé không phải là con của anh. Thưa ba mẹ, con mời về. Bà có ai nè răng rứa? Ôi, thằng ni bị răng rứa tè. Nè Trọng Hưng, Trọng Hưng nè, con có bị răng không? Trời, con bị đau à? Con không sao, con chỉ hơi nhức đầu thôi. Mà ra ngoài đi. Cái thằng. Ông xuống bếp giúp tôi xỉ đi. Ừ. Cảm ơn. Ây da, tắm xong thấy mát ghê. Ngồi xuống ăn cơm đi con. Dạ. Nè, cái này ngon nè bà. Rồi, bới cơm cho nó đi. Sao con? Đi chơi vui không? Dạ. Dạ vui ba. Tranh thủ á, lúc còn độc thân thì đi chơi biết đó biết đây. Đi bao nhiêu đó đủ rồi. Bảo Nam, chuẩn bị lấy vợ rồi mà cứ lông bông hoài vậy con. Ba, con đâu có ham hố chuyện vợ con đâu. Mà ba đây cứ hối thúc con hoài vậy. Với lại con mà gặp người cùng chí hướng nha, là con sẽ đi du lịch hoài luôn á. Lúc đó ba đừng có than phiền đó. Vậy mà nói không ham. Đó, ba thấy chưa, ba chỉ đẻ một đứa con trai à, giờ mới thấy tiếc. Phải chi hồi đó ba nghe tôi, ba đẻ cho tôi một tiểu đội đi, bây giờ có phải là mình thoải mái để mà chăm sóc ông nào. Hồi đó cơm còn không có đủ mà ăn, ở đó mà đẻ nhiều. Ủa, mà vợ chồng nó đi du lịch, bộ tôi với ông không biết đi à? Mà nè, con chưa lấy vợ mà ba với mẹ nói như là con đã lấy vợ rồi vậy. Ăn đi ba. Được rồi con. Bây giờ anh chưa sinh sẵn gì đâu, nhưng nếu là mẹ tôi, anh sẵn sàng sinh sẵn 1 năm 365 ngày là bạn gái anh nhé. Người gian ơi, tình mãi em thầm trôi theo bóng mây. Trời. Đi tìm hạnh phúc mới bên người ơi. Tối nay
anh lại đón em đi chơi nghe. Nhớ anh mong chờ anh. Tối nay anh nghe. Tối nay em cũng rảnh. Đi nha. Hãy yêu thật lòng người ơi người. Dẫu cho cuộc đời ngày mai đây chìm trong lạnh giá, tôi tặng tình em vẫn thế. Chờ mãi ngày dài đêm về lạc bước một mình. Đường thanh thang giờ riêng em đi, tìm về nơi ngày xưa bên nhau. Nè nè, con ra ngoài chút nha. Nè nè, Lâm, Lâm. Em là Minh Thư, chào anh. Chào em. À, còn đây là trưởng phòng Nhã Hân. Chào chị. Chào em.
Nếu có gì thắc mắc, cậu cần học hỏi ở cô ấy nhiều đó nha. Dạ, vậy để lát nữa anh đặt vé, tối nay mình đi coi ha. Cũng được. Em chào anh. Chào em. Ủa, anh sao vậy? Anh cũng không biết nữa, sao nhìn nó lạ vậy ta? Thôi để anh vô.